2018-2019 đã khép lại. Buổi lễ hôm nay là dịp để chúng ta cùng nghĩ về sự thay đổi và lớn mạnh của một ngôi trường trong sự phát triển đi lên của thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước. Thầy cô, nhà trường đã làm tất cả những gì có thể để tạo cho các em những điều kiện thuận lợi nhất, như các thầy cô cũng mong mỏi ở các em một sự nỗ lực cố gắng, rồi các em sẽ thấy niềm vui hạnh phúc sau những nỗ lực cố gắng của các em sẽ thấy mình đang sống một cuộc sống thật ý nghĩa. Sau 18 năm sống trong hai mái ấm yêu thương, giờ đây chúng em đã trưởng thành, đủ tư cách đón nhận quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Sự trưởng thành của chúng em hôm nay chính là quả ngọt đầu tiên mà cha mẹ và thầy cô vun dưỡng. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đó là đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta.